Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính lãnh lễ Ni sư trụ trì chùa Pháp Phỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý Phật tử thân mến, có thể nói là lâu lắm rồi sư Hương Nguyễn mới có nhân duyên trở về đây. Một vài lần trước đây là sư trụ trì có là liên lạc để mời về Pháp Thủy, nhưng mà lúc đó sư đang hoằng pháp ở nước ngoài, xong rồi sau đó là nhân duyên tạm thời gián đoạn cho đến hôm nay. Chắc là cũng là lại đầy đủ lại cái duyên để chúng ta tái ngộ và chia sẻ pháp thoại với nhau trong một ngày tu tập. Xin thân mến chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, tất cả chúng ta về với đạo tràng, với chùa, thiền viện, tinh xá, niệm Phật đường, vân vân, đó là chúng ta muốn quay cái tâm của mình đi trên con đường chánh pháp. Bởi vì Đức Phật dạy rằng trong cuộc sống này, cái khổ đau nhất không phải là những cái khổ đau về những điều không như ý do cái thực cảnh, thực trạng nó đưa đến cho chúng ta, mà điều bất hạnh khổ đau nhất là chúng ta không được gặp những bậc thầy, không gặp được chánh pháp để tu tập. Chính vì vậy, những ngôi chùa với những khóa tu luôn có một trong những chương trình chính là chúng ta được nghe pháp. Sư rất là hạnh phúc khi gặp lại quý vị. Tất cả ai cũng nói còn mong nghe pháp lắm rồi sư ạ. Tối nào chúng con cũng nghe pháp, hôm nay lại gặp sư được nghe pháp, chúng con rất là hoan hỷ. Điều đó làm cho sư rất xúc động và xin cảm ơn sự là hội tụ đông đủ của quý Phật tử trong sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đa số chúng ta do tập khí, do thói quen, mình hay thích nói mà không thích nghe người khác. Do vậy, chính vì thích nói mà không thích nghe, cho nên đời sống đưa đến sự phiền não do cố chấp, do mình nói mà người khác không nghe mình, mà mình chỉ thích nói, và ai cũng chỉ thích nói mà không lắng nghe, cho nên đưa đến sự tranh chấp, cãi vã, dẫn đến cuộc sống không có hòa hợp, không có bình an. Và ta thích nói nhiều hơn, ta thích mọi người nghe mình nhiều hơn, thậm chí ai không nghe thì mình bắt người ta phải nghe theo ý mình. Nếu không thì mình sẽ có những cái thái độ bất bình, thậm chí là bất hợp tác, và hơn thế nữa có thể đưa đến sự hận thù. Vì vậy, một cái người tu tập, một trong những hạnh rất quan trọng là hạnh lắng nghe. Bởi vì có lắng nghe, mình mới đọc cho tâm mình lắng lại, dừng lại, để mà phân định được những gì nên làm, không nên làm, những gì là trí tuệ của Phật giáo và những gì là tà pháp mà chúng ta không nên vì số đông, vì lời suy dụ hay là vì cái thói quen mà chúng ta làm theo. Chúng ta tu tập trong một cái đạo tràng mang tên Pháp Thủy là lúc nào cũng được tắm trong cái sữa Pháp, nước Pháp. Mà cái kết quả của người được tắm trong nước Pháp thanh lương, nước bát công đức là chúng ta phải có cái hạnh lắng nghe. Do vậy, không chỉ lắng nghe người, mọi người đến với mình lắng nghe để nghe lời chia sẻ, nghe lời tâm sự, nghe những nỗi khổ niềm đau để mình học làm hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hạnh lắng nghe. Và ngoài ra mình còn phải tự quay về lắng nghe tâm mình. Nói chung, pháp thoại hôm nay sẽ là nhắc cho chúng ta cái hạnh lắng nghe, mà quan trọng hơn là lắng nghe tâm mình. Quý Phật tử thân mến, nếu các vị có tìm hiểu một cái môn triết học của phương Tây, chúng ta sẽ biết một triết gia mang tên Heraclitus. Thì vị triết gia này có một cái đặc điểm là ông đã tìm ra một cái định lý, cái định luật vô thường trong cuộc sống. Mặc dù ông ở bên phương Tây, ông không gặp Đức Phật, nhưng mà ông có nói một cái câu nói bất hủ là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tại vì dòng sông nó cứ chảy đi vậy nè, thì không có ai mà có thể cái nước đó mà tắm hai lần trên một cái dòng sông luôn tuôn chảy. Như là
chảy đi, chúng ta xuống lên là một cái nước khác nó đi đến rồi. Dòng sông không cô đơn. Ông nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông để ông nói lên cái vạn pháp vô thường. Nhưng cái điều sư muốn nói ở đây, Heraclit từ cái thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ông đã có những người học trò. Tức là người ta sống xứ sở phương Tây, nhưng mà người ta cũng là một triết gia và người ta cũng là một vị thần. Và ông có rất là nhiều học trò. Mặc dù ở cái xứ sở phương Tây xa xôi ở bên Hy Lạp cổ, mà Heraclit đã cảm thấy cuộc sống này, ông ăn chay trường. Ông chưa từng gặp Đức Phật nha, mà ông cảm thấy nếu mình sống mà mình hưởng thụ cái xương thịt rồi sự hy sinh của chúng sanh để nuôi chính bản thân mình, thì ông thấy như vậy là không công bằng. Trên chính bản thân ông ăn chay trường, và học trò ngưỡng mộ ông bởi vì là ông rất đơn giản, lúc nào cũng mặc quần áo, tất nhiên không phải màu lam hiền như mình, đối với ông là mặc áo trắng, quần áo trắng đơn sơ, và thường hay sống trong sự tĩnh lặng. Vì ông chưa gặp Đức Phật nhưng mình có thể biết, nghĩa là từ những cái năm tháng mấy ngàn năm trước ở bên cái xứ Hy Lạp cổ đại, ông đã từng có biết thiền tập. Tại vì ông thích sống trong sự im lặng thì im lặng mới lắng nghe được. Nhưng mà ông lại dạy học trò, những ai muốn đến làm đệ tử của ta phải tập im lặng trong 3 năm ta mới nhận làm học trò. Đó, mình nghe và chắc mình chạy sớm rồi. Tại là mình phải nói, phải không nào? Không chỉ nói mà người ta phải nghe, không chỉ nghe mà phải công nhận mình đúng. Còn Heraclit không có nói nhiều, ông chỉ nói ai muốn làm đồ đệ của ta phải tập im lặng trong nhà Phật mình. Cái đó gọi là gì? Tịnh khẩu. À, tịnh khẩu, có người tịnh khẩu không được đó, mấy chú tiểu phải đeo cái bảng xin giúp con tịnh khẩu. Là bởi vì các vị hỏi là con trả lời, mà lỡ con có quên nói là nhắc cho nhớ hôm nay chú tịnh khẩu. Còn có người tự người ta thích sống trong sự yên lặng. Và sư có một số người bạn sư rất là ngưỡng mộ, họ luôn luôn yên lặng lắng nghe, thanh tịnh trong giới, trong định, và sư tin chắc là họ có trí tuệ. Sư hãy nói vì bổn phận, chứ thiệt sự nhiều khi mình cũng thấy rằng được im lặng là một hạnh phúc. Sư nói một triết gia phương Tây từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên mà đã dạy cho người học trò muốn làm đồ đệ của ta phải học hạnh thanh tịnh và im lặng trước khi chính thức là một người đệ tử của ta, phải đã từng im lặng trong 3 năm. Cái điều này quá hay. Có những người đi vào tu tập mà tu bao nhiêu năm rồi, thọ đến đại giới rồi vẫn nói rất to và nói rất nhiều, cái tập khí đó không sửa được. Nhưng có những người, người ta tự cảm thấy sự yên lặng, đó là một cái tập cho mình thanh tịnh, cái bước đầu đi vào con đường tu tập. Im lặng trong sự giữ giới, im lặng trong sự lắng nghe và thanh tịnh. Và im lặng không phải để nghe, để chấp đúng sai gì hết, mà im lặng là im lặng, có thể thôi. Một cái sự tu tập như thế cho chúng ta những cái an lạc tương tự như lời Phật dạy: các con hãy quay vào bên trong của chúng ta để quán chiếu nội tâm bằng phương pháp thiền định của chính mình. Lời Phật dạy như vậy, cho nên tại ngôi tự thức pháp thủy này, lâu lâu sư được về vẫn nghe một cái từ trường rất là thanh tịnh, lắng đọng. Và sư tin rằng tất cả chúng ta đang học cái pháp im lặng và lắng nghe. Như vậy, chúng ta cũng niệm danh hiệu chư Phật và niệm danh hiệu chư Bồ Tát. Một trong những vị Bồ Tát chúng ta rất kính, rất thương, rất mến, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Ngài là một cái bậc Bồ Tát với cái công hạnh là nhĩ căn liên thông, lắng nghe. À, Ngài có ngàn mắt ngàn tay, nhưng mà nếu không lắng nghe thì cái tay cái mắt đó để làm gì, phải không nào? Nếu mà không nghe tiếng khổ của chúng sinh, lời chia sẻ của chúng sinh, tiếng kêu cầu của chúng sinh, thì tay đó để làm gì, mắt đó để làm gì? Mắt nhìn tất cả mọi nơi để biết chúng sinh nào đang khổ,
và tai nghe tiếng nói của chúng sanh để đem ban vui, để cứu khổ làm lợi lạc cho chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là một Bồ Tát mà gọi là quán âm, là lắng nghe âm thanh, nhưng cũng là một vị cổ Phật đã thành Phật từ lâu năm sống. Cái công hạnh quá từ bi mà làm Đức Quán Thế Âm, bởi vì là khi nào chúng sanh hết khổ thì ta mới thành Phật, chúng sanh khổ hoài, nên Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn là Bồ Tát Quán Thế Âm mà vẫn cứ lắng nghe. Chúng ta ngày nào về chùa, không chỉ riêng Pháp Thủy mà rất nhiều ngôi chùa bước vô là có tượng Quán Thế Âm, tức là các chùa tu theo cái hệ tư tưởng Đại Thừa là đều có Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà không học công hạnh của Ngài đến để thắp nhang rồi vái lại cầu xin thì Đức Quán Âm buồn lắm. Tại vì sao? Sao con ta mà không giống ta? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy như thế nào? Các con tin ta, quý ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Chúng ta ai mà chẳng muốn mình làm con mẹ hiền Quán Thế Âm, phải không nào? Vì Quán Âm là đẹp nè, có lòng từ nè, phải không? Ban vui cứu khổ. Nhưng mà Ngài nói các con là con ta mà sao không hiểu ta? Các con đến cầu xin, các con chia sẻ, nhiều khi có người buồn bắt Đức Quán Âm nghe cả giờ đồng hồ, Ngài đứng yên nghe, chưa bao giờ nói thôi im đi đừng nói nữa một lắng nghe. Có khi có người còn chỉ cần được tâm sự với Ngài thôi là đã thấy vui rồi, tại vì ai đâu bằng chịu nghe mình, nhất là những cái chuyện lẩm cẩm lê thê la tha của mình nữa. Nhưng mà Đức Quán Âm lắng nghe, mình tin chắc là Ngài nghe. Nhưng các vị thấy đó, con của mình này cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, con phải nghe lời cha, con phải nghe lời dạy, lời khuyên của mẹ. Thì đứa con nó cũng có những cái cá tính của nó, nhưng nó không thể nào có kinh nghiệm như người cha, người mẹ. Một người con muốn nên người phải có cái hạnh vâng lời. Chúng ta cũng phải nghe cái hạnh của Đức Quán Thế Âm, đó là ngày lắng nghe để rồi hiểu, hiểu rồi yêu thương, để tìm cách giúp đỡ và sẻ chia. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, hạnh lắng nghe rất là quan trọng, cần thiết. Nếu ta không biết mở rộng tấm lòng từ bi, yêu thương thì chúng ta không thể gọi là con của Quán Âm. Mà Đạo Phật, trí tuệ là nền tảng, trí tuệ là cội gốc, trí tuệ là căn bản, nhưng không có tâm từ bi là không có trí tuệ. Các vị phải biết như vậy, mình phải có tâm từ, phải có tình thương, biết thương muôn loài muôn vật như chính bản thân mình, cái con người nó mới có trí tuệ. Mà cái con người có trí tuệ thì tự nhiên có lòng thương, có tâm từ. Hai yếu tố đó tưởng là hai phương diện khác nhau, nhưng nó song song đồng hành và như là một. Bởi vì người có trí tuệ mới thương được những kẻ nghịch lòng ta, những cái khó thương mà thương được phải nhờ trí tuệ quán sát, quán chiếu. Và cái người muốn hướng đến trí tuệ phải tập tu cái tâm từ bi như mẹ hiền Quán Thế Âm. Mà một trong những cái tâm từ, cái hạnh của mẹ là hãy lắng nghe rồi chia sẻ làm lợi lạc cho hữu tình. Bồ Tát lắng nghe tâm sự của mọi người, hiểu được hoàn cảnh tâm tư, rồi biết rõ nghiệp của người để mà giúp đỡ cho người. Chúng ta là người Phật tử, nếu chúng ta tu tập nghe pháp rồi là không chỉ nghe tại đây, mới bước vô cổng đã có người nói: ôi sư, tối nào con cũng nghe sư thế, phải không nào? À, ô sư, con chỉ nghe sư với thầy Pháp Hòa. Có người nói con chỉ nghe sư với lại là thầy Nhật Từ. Có người nói con chỉ nghe sư với thầy Phước Tiến. Có người nói con đệ tử của Hòa Thượng Trí Quảng, con nghe pháp của Hòa Thượng với con nghe pháp của sư. Tức là chúng ta cũng sẽ có nhiều vị thầy, nhiều pháp thoại hay để mình nghe. Nhưng mà sư cũng có duyên với các vị lắm, cho nên các vị cũng có nghe pháp. Điều đó sư hạnh phúc vì các vị đang học cái hạnh lắng nghe. Đó, ngày xưa làm sao mà ngồi yên mà nghe, đúng đó chưa nào? Mình suốt ngày là mình nói bắt người khác nghe, và đến khi nói mệt quá là cũng đến lúc 10 giờ đêm là leo lên giường ngủ. Và bình minh thức dậy là bắt đầu mình mở cái đài FM của chính mình, bắt người khác nghe. Cho nên mình thấy mình
mình sống mình không có hạnh phúc. Bây giờ mình lắng nghe, mình tự nhiên mình thấy cái chuyện này không nên nói nữa nè, mình tốt lại, giảm cái khẩu nghèo xuống. Mình lắng nghe để mình thấy rằng mình phải hiểu. Mọi khi mà ông xã cất tiếng này, ông im đi, ông biết cái gì. Bây giờ mình phải lắng nghe cái tiếng lòng của ông, cái tiếng nỗi niềm của đứa con. Rồi tự nhiên thấy người mẹ, người phụ nữ đi tu tập, người ưu bà di, ưu bà tắc đi tu tập thì dễ thương quá. Đúng là con của mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên học lắng nghe rất là quan trọng và cần thiết. Cuộc sống hiện tại thì bây giờ không cần nói, các vị cũng biết nó quá nhiều áp lực. Ai mà bây giờ còn về chùa để có một ngày tu an lạc thì sư xin là tán thán công đức và chia sẻ niềm hoan hỷ với những vị đó. Chứ còn bây giờ là người ta lấy áp lực, lấy việc bộn bề để mà người ta nói tôi rất là bận. I am very busy. Bận lắm, bận lắm, bận lắm. Và do vậy, có khi một ngày đã trôi qua, tiền bạc có thể kiếm được rất nhiều, nhưng không có được 15 phút đồng hồ uống một ly trà để cảm nhận hương vị của cuộc sống. Ở đây là mình thành phố, nhưng mà cái ngôi chùa mình chung quanh cũng có cây cối này. Các sư ai cũng yêu thiên nhiên hết á, yêu hoa lá cỏ cây hết. Cho nên dù chùa nằm ở đâu cũng có cây, có lá, phải không nào? Đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng nếu ở đâu có hoa lá cỏ cây, ở đó sẽ có tiếng chim hót. Có khi nào mình dừng lại để mình nghe tiếng chim hót không? Mình lắng nghe là mình đang thưởng thức hương vị của cuộc sống. Nhưng mà mình vô tới chùa là mình đi kiếm cái bà bạn của mình đó. Mình chưa thấy bà tới là rút cái điện thoại ra. Bà đâu rồi, bà đâu rồi, 8 giờ rồi, bà đâu rồi, phải không nào? Xong rồi tôi đang tới là mình đi ra ngoài cổng, mình đứng, mình thấp, mình thở, mình chờ, mình trông. Đó, rồi bà vô tới rồi bắt đầu kéo nhau ra, rồi nói, rồi hai bên nói qua nói lại. Hình như mình chưa bao giờ nghe hương vị của pháp thủy, hương vị của nước, của gió, của bình yên, của thanh tịnh, của thiên nhiên và tiếng lòng của mình. Mình luôn luôn để cho tâm mình vọng động, điên đảo như con vượn, con khỉ chuyển cảm. Nếu mình đến mà người bạn của mình đã đến rồi, đang làm gì trong nhà bếp, lập tức mình chạy vào trong bếp. Trong đó có 4-5 người đang công quả, thì cái công việc của mình là câu chuyện làm quà. Ngày xưa thì ta có miếng trầu, là đầu câu chuyện mời nhau miếng trầu. Bây giờ trầu là không ăn rồi, bánh trái giờ sợ tiểu đường. Cho nên là câu chuyện. Mấy bà nghe gì chưa? Chưa. Rồi bắt đầu mình làm loa phát thanh miễn phí, không ai trả tiền hết, mà huyên thuyên kể các cái tin tức, đài báo cũng có, gần nhà cũng có, trong nhà mình cũng có, ngoài nhà mình cũng có. Làm cho 4-5 người kia họ đang làm một cái công việc, tất cả đều lắng nghe cái chuyện của mình, đôi khi chuyện tạp, nhưng mà lại thích nghe, chứ đâu phải không thích nghe, phải không nào? Cái chuyện lát nữa nghe pháp thì chuyện chưa tính tới, nhưng trước hết là bà chị của tôi đang nói những cái chuyện rất là hấp dẫn, chuyện đời thường, chuyện thế tục. Rồi một chặp sau tất cả 4-5 người cùng thác vô cái câu chuyện đó, rồi người này nói, người kia nói, cuối cùng tất cả đều nói chưa chắc là ai đã lắng nghe ai. Nghĩa là mình có cái thói quen là mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân, cho nên là mình phải dùng cái sự nói để là trấn áp cái nỗi lo sợ trong lòng. Có người ta bình thản đón nhận mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thì về đây tu, có người chạy đến với chị, con chị nó sút nặng kìa, à, người ta nhắn chị về gấp, gọi điện cho chị không được. Người ta nhẹ nhàng liên lạc với gia đình coi con ra sao, ông xã đưa đi bác sĩ được không? Được rồi, người ta vô bình thản nghe pháp. Tại vì người ta biết cái chuyện trẻ con đau ốm là bình thường. Nhưng cũng có người làm sao có được cái bình tĩnh đó, phải không nào? Chân thấp chân cao, rồi là chạy tuôn về nhà. Rồi cuối cùng mất hết một ngày tu. Nhưng do mình không có sự bình tĩnh, không làm chủ bản thân, nhất là khi đối diện với những mất mát, với những đau thương, với những cái gì mà làm chấn động tinh thần, thì tâm rối bời, hoảng loạn, mất tất cả sự bình tĩnh. Lúc đó làm gì mà lắng nghe được? Nghe mình còn không nghe được, mình chỉ biết hoảng loạn, rối ren, mất bình tĩnh. Và sao vậy?
cuộc sống của mình cứ luôn luôn chạy trong một vòng xoáy mà không lúc nào là lúc dừng lại để lắng yên, để được lắng nghe. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Vì vậy hôm nay mình nghe pháp rồi mình tập giảng nói nghe nhiều. Cuộc đời con người cho chúng ta có một cái miệng này, đến hai lỗ tai, hai con mắt, thọ nhìn nhiều hơn, quan sát, lắng nghe nhiều hơn. Nhưng lúc nào cái khẩu nghiệp nó cũng đứng hàng đầu, nó nói nhiều hơn nghe, nó nói nhiều hơn thấy, thậm chí không thấy gì hết, chỉ cần nghe người ta kể thôi thì mình tương thuật lại còn hấp dẫn và phóng đại cấp độ 100%, như là gió cấp 8 vậy đó. Đó là cái khẩu nghiệp. Cho nên ở dưới địa ngục người ta bị về địa ngục là cái khẩu nghiệp rất nhiều. Đó là pháp thị mình người nữ nhiều, mình cẩn thận. Tại vì người nữ mình thì tâm rất là tốt, nhưng mình làm tiêu tất cả cái công đức vì do khẩu nghiệp. Nhớ như vậy. Tại sao trong các những vấn đề lãnh đạo, những cái vấn đề quan trọng của một quốc gia, người ta ít có dám đề đặt vị trí của những người phụ nữ là cái miệng, rồi cái tâm mất định tính, dễ bị chi phối và đôi khi cũng không chịu lắng nghe. Hốt hoảng là phải la lên, sợ hãi là phải kể lể, buồn bã là phải đi kiếm người tâm sự. Chính vì vậy mà người phụ nữ tâm tốt học nó, nhưng mà tạo nghiệp cũng rất là nhiều. Chúng ta một cái hạt lắng nghe thôi, nếu chúng ta thực hành được, cho chúng ta rất nhiều công đức và giải hóa rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Thưa các vị, cho nên bây giờ mình lắng nghe chân thành thì cái người nói bớt khổ đau. Bình thường buồn thì nói với mấy bức tường, nói không được bị stress, bị trầm cảm. Cho nên chữa bệnh cho người bị stress, bị trầm cảm là phải có người nghe. Bác sĩ tâm lý là phải lắng nghe trước. Chứ bác sĩ tâm lý vô mà nói không là ta bệnh nặng thế. Mình không phải là bác sĩ, nhưng mình học Phật, mình có một thái độ chân thành lắng nghe, làm cho người ta vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Và người ta nói mình lắng nghe, rồi từ từ giải hóa. Rồi cái người mà hay nói đó rồi cũng sẽ thấy cái chị hay, chứ sao chị tốt quá. Lúc nào mình khổ mình tìm tới chị cũng lắng nghe. Bây giờ mình cũng phải lắng nghe người khác chứ. Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ nói hoài như vậy hay sao? Nghĩa là có những bài pháp không lời, mình không thuyết pháp, nhưng mà mình yên lặng, mình lắng nghe. Cặp mắt thì thông cảm, nét mặt thì đầy sự là chia sẻ, an ủi. Đôi bàn tay của mình thì vỗ trên cái vai của người bạn hay nắm tay của người bạn. Thôi chị, cuộc đời mình cái gì cũng do duyên nghiệp, nhân quả, mình ráng tu là hơn. Mình nghe xong mình có những lời nói đơn giản, chân chất, đúng chánh pháp, người bạn của mình rất là tri ân. Nhưng mà nghe xong rồi bắt đầu là gì? Dầu đổ vô lửa, rau nào muối càng đổ vô cho càng thêm mặn, chua thì vắt thêm giống thêm chân, càng thêm chua chát. Thì cái nghe đó không phải là hạt lắng nghe, mà là gì? Là những cái trung tâm thu nạp thông tin, rồi nó sẽ phát ra vào một cái lúc nào đó mà không ai có thể lường được hậu quả. Cái lắng nghe này là lắng nghe trong sự thanh tịnh, trong trí tuệ. Cho nên sư nói các vị ngồi nghe rất thanh tịnh, đó là cái thái độ cần thiết của người nghe pháp. Sư chứ cũng khó tính, nhiều khi đang giảng như vậy có người mẹ trẻ bế đứa con vô khóc om sòm, mà cái người mẹ rất là muốn nghe pháp. Sư nói làm gì làm phải bế đứa bé ra, chứ không phải con muốn nghe mà để nó khóc mà cả một hội chúng phải nghe tiếng khóc của đứa bé. Tại tiếng khóc của đứa bé là làm cho mình chấn động cái lòng mình. Rồi sao mình ngồi thẳng nhiên mình nói trong cái tiếng khóc của đứa bé, vũ khí của nó là tiếng khóc. Nó đang có điều bất bình, nó có đang điều đau khổ, nó mới ré lên. Mình mặc nó rồi mình nói là sao được. Cho nên con là bà mẹ, con phải bế nó ra ngoài. Sư ơi, con muốn nghe pháp, bữa nay con mới được gặp sư mà. Nói con ơi, cái cục đỡ của con nó không cho con nghe, con bế ra. Vẫn mới là đỡ chứ, phải không nào? Đó. Rồi con cho nó nín, con bế nó vô, con kiếm bánh, kiếm kẹo cho nó ăn. Cái sự thông minh của mình là vậy, chứ không phải sư không thương con đâu. Cái đó đôi khi cũng có thể là cái chấp của mình, nhưng nó trở thành một cái yêu cầu, một cái tiêu chí trong cái hội chúng. Người nói phải có người nghe. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp mà hội chúng không có một tiếng động. Bây giờ còn có quạt máy vì trời nóng chứ bên Ấn Độ.
40 mấy độ. Thời xưa làm gì có quạt máy, cũng phải ngồi dưới cái nắng đó, cái nóng đó. Mà đến độ mà vua Ba Tư Nặc bước vào trong cái kỳ viên tinh xá mà yên đến mức độ mà ủa mình đi đâu đây, mình có bị là kẻ thù gài mình, nghĩa là đặt cạm bẫy gì cho mình không, không có một tiếng động như vậy. Nhưng mà bước đến gần vẫn nghe tiếng dạ của Đức Phật vang vọng bốn phương, và người nghe pháp là trang nghiêm ngồi trong tư thế thiền định chánh niệm tịnh giác, mới thấy cái hội chúng của Đức Phật vô cùng tuyệt vời. Các vị cũng đang có một cái tinh thần nghe pháp như thế. Xin cảm ơn các vị. Cuộc sống này chính vì không biết lắng nghe, nhất là thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt, con người ta vội vã tất bật, không có thời gian ngơi nghỉ, không có một cái sự lắng đọng của tâm thức, không có thức ăn về tinh thần, bởi vì người ta đâu còn biết đủ nữa. Con người đã giàu thì luôn muốn giàu hơn và luôn nhìn cái người giàu hơn làm tiêu chí cho cuộc đời, cho nên không có an lạc. Chúng ta nhìn cái hạnh của Đức Phật, Ngài có tất cả, Ngài xả tất cả để có được cái sự an lạc nội tâm. Cho nên khi nào mình khởi cái lòng tham, mình muốn là cái người đó làm ăn mấy chợ đều thắng cả, rồi là buôn bán này kia, trúng đất, trúng hàng, trúng này, trúng nọ, mình cũng muốn làm. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi, chưa chắc mình trúng tất cả tiền vô mà đã có an lạc. Đức Phật là vị thái tử sống trong cung vàng điện ngọc. Nếu Ngài không đi tu, Ngài làm vua, mà các vị đạo sĩ còn tuyên bố là làm với chuyển luân thắng vương kia, là làm an lạc cho những cái cõi giới rất là rộng lớn, vô tận vô biên. Vậy mà Ngài bỏ hết, từ bỏ hết, kể cả vợ đẹp Yayudhara, con xưng là La Hầu La. La Hầu La là có nghĩa là tiếng dịch ra là sợi dây trói buộc. Ông nội đặt tên là sợi dây để cột chân thái tử lại. Đứa con là cột chặt nhất. Các vị là không có cái gì cột các vị bằng đứa con, mà chỉ có Đức Phật là thoát ra tất cả những sợi dây của tình ái, của sắc đẹp, của con cái, của buộc ràng, để Ngài đi tìm hạnh phúc của sự giải thoát. Còn mình cũng là người Phật tử đi tu tập, nhưng mình xét lại đi, mình vẫn đang đi tìm sự hạnh phúc của ràng buộc. Cái ràng buộc đó là tài sản, tiền bạc, sự hơn thua, cái ganh ghét, cái đố kỵ, nó cũng là những sợi dây ràng buộc làm cho chúng ta không có hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống này tất bật, vội vã, lo âu đó, rồi tính toán so đo, thậm chí dùng quá nhiều thủ đoạn. Với những cái con người như vậy là tâm luôn luôn bấn loạn, mà cái tâm an lạc chỉ có cái tâm lắng yên. Những Đức Phật chỉ cái tâm lắng yên nó một hình ảnh rất là dễ hiểu nè. Nhìn cái hồ cuộn lên một cái là đục ngầu, bây giờ để yên, nó lắng từ từ, nó bớt đục rồi nó trong, chúng ta sẽ nhìn thấy dưới đáy nào là gì, là con sò, con nghêu, con cá lội, những rong rêu, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Tâm lắng yên, mình thấy nội tâm mình rất rõ. Mình lắng yên, mình biết tâm mình đang muốn gì, đang cần gì. Nhưng mà sư giáo đã có nhiều người tu chưa bao giờ dừng lại để coi cái tâm mình như thế nào. Chỉ biết là mình thức dậy là phải ăn, ăn là phải tiếp tục kiếm tiền, kiếm tiền rồi bắt đầu là chồng, là con, là những sự hơn thua tranh giành trong cuộc sống. Đó là cái tập khí, là kinh nghiệm sống của mình. Bây giờ mình lấy kinh nghiệm đó lại tiếp tục ứng dụng trong đời này, và trong đời sau lại tiếp tục cái kinh nghiệm tranh giành hơn thua thủ đoạn lại tiếp tục ứng dụng trong đời sau. Và như vậy, làm sao gọi là chúng ta là người con Phật, chúng ta đi theo cái đạo giải thoát, đạo giác ngộ. Giải thoát mà mình không hề giải thoát, chỉ thấy buồn sạc. Thì như vậy, sư nhắc các vị, một trong những nguyên nhân để chúng ta có thể tu tập rất đúng với chánh pháp, đó là hãy lắng nghe, dừng lại để lắng nghe. Vì vậy, sư muốn nói rằng chúng ta cần phải xem bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, thì bao giờ dừng cái sự mỏi mệt đây? Nếu tâm không lắng lại, không dừng lại, lắng nghe và để biết mình nên tu tập, nên chuyển hóa nội tâm như thế nào.
Bởi vì cứ càng lúc đi vào trong cuộc sống bon chen này, con người ta lại càng có sự thắng kẻ thua, sinh tâm người thắng cống cao ngã mạn, người thua thì thất bại khổ đau oán hận và thù hận. Và cứ như vậy, cái dòng tâm thức đó, khổ đau hạnh phúc, thắng lợi rồi thành công thất bại, cứ như vậy nó quay cuồng chúng ta trong phiền muộn, trong oán hận và cuộc đời vay trả trả vay không dứt. Cho nên bây giờ mình phải tập lắng nghe. Người lớn tuổi đôi khi không được con cháu nó lắng nghe mình nói, cho nên buồn quá thì cứ suốt ngày cái bình trà ngồi đó uống miết, uống trà nhiều thì tối cũng không ngủ được, con lại đi mua thuốc ngủ cho cha. Nhưng mà thật ra con có biết đâu, chỉ cần ngồi nghe cha nói vài câu tối cha ngủ được. Cha buồn quá con mình tới gần, bà bọc con bận lắm, bà không cả bà, con bận lắm, bà ăn cơm chưa? Rồi mình nghĩ cơm là đủ rồi, cái áo mà mới mua đó bà bận chưa bà? Rồi bắt đầu là mình lao đầu vào trong cái công việc say mê của mình, điện thoại của mình, những cái công việc làm ăn của mình. Chứ mình không biết đâu, mình lắng nghe cha nói vài câu là cha không phải muốn cái bàn trà hay mấy cái cây để làm thú vui giải bày cái tâm sự của mình. Mà người già có nhiều cái nỗi niềm tâm sự lắm các vị, họ chợt nhớ chợt quên, khi nhớ là phải nói, con thì là không muốn nghe đó, nhớ như vậy. Còn á, cái thế hệ của mình á lại đôi khi lại không hiểu cho con cháu, tại bây giờ là thời buổi nó đi theo cái dòng chảy thời gian, mình muốn con cháu nghe mình thì đôi khi mình cũng phải hiểu cho con cháu. Có những điều nó bảo thủ, nó cố chấp của quá khứ, của thời gian, của tuổi tác thì mình cũng không thể áp đặt cho con cháu của mình. Sư hồi xưa cách đây vài năm sư giảng, sư chống Facebook dữ lắm, sư cảm thấy nó mất thời gian, nó làm hại giới trẻ. Nhưng mà sư nói nó là cái gì? Cái tiến độ của dòng sống của cuộc đời. Bây giờ mình chuyển nó trở thành gì? Công cụ để mà hoằng pháp. Mở Facebook là để đưa các bài pháp lên, để cập nhật những thông tin tốt lắm. Và Facebook vẫn là một người bạn đồng hành để giúp cho cái bạn truyền thông nó phổ cập rộng rãi hơn. Nhưng khi sư chưa có hiểu hết cái công dụng của nó, là sư chống đối nó, sư ghét những bạn trẻ tối ngày trông vào trong Facebook. Người ta chơi Facebook sư cũng bị thành kiến. Nhưng không phải như vậy. Đó là sự tiến bộ của cái trào lưu gì? Công nghệ, thông tin. Nhưng mà bây giờ mình phải biết sử dụng nó như thế nào đó, để cho là hòa hợp với nhau, yêu thương cho nhau, hiểu biết cho nhau. Cho nên đi giảng khóa tu mùa hè, sư cứ nói các bạn trẻ, con dùng Facebook, con đừng có show hình của con mà con up hình mẹ. Mẹ đi làm về, mồ hôi của mẹ, nước mắt của mẹ, con chụp hình mẹ, con đưa lên mạng, con nói có ai yêu tôi bằng mẹ tôi? Mẹ tôi vui sướng lúc tôi cười, mẹ tôi đau khổ khi tôi bệnh, mẹ xót thương tôi lúc trở trời. Tôi yêu quý mẹ nhất trên đời, chỉ muốn quan tâm sống cạnh người, rót nước bưng cơm hầu hạ mẹ, đáp đền lòng mẹ mến thương tôi. Mình ấp lên một cái à. Sư nói xong cái có hiệu ứng liền. Sau đó các bạn trẻ mang tầm nhau, đứa đưa cha, đứa đưa mẹ lên, đứa có mỗi đứa mỗi câu. Thì tự nhiên cái Facebook trở thành là Mother Day, Father Day. Đâu đợi ngày cha, đợi ngày mẹ, ngày Vu Lan đâu. Mình ca ngợi, mình nhắc đến hình ảnh của mẹ, của cha, là con người mình đã biết tri ân, đã quên bớt cái ngã. Bây giờ tối ngày tự chụp hình mình, tự đăng lên, chụp đủ kiểu hết mà không ai vô like, cái là thấy buồn rồi, thấy đời là con số không rồi, là làm đủ kiểu hết, đến khi nào có kẻ điên nào nó like cái rồi phải thấy đời là đáng sống. Tại sao mình không Facebook những bài pháp nè, những câu nói của Đức Phật dạy nè, đó, tham sân si và tham là ba con rắn độc giết chúng ta nè. Đời sống này phải sống trong chánh kiến, đời sống này phải chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Có những câu nói rất đơn thuần, có khi giúp người ta, cứu vãn người ta ra khỏi những nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cho nên nhiều khi mình sống với người thân yêu mà không vơi bớt được nỗi khổ đau vì không ai chịu lắng nghe ai. Vì thầy thuốc trước khi bắt mạch kê toa cũng phải lắng nghe bệnh nhân, dù cho bắt mạch là không biết bệnh nhân bệnh,
nhưng mà vẫn phải nghe thôi, còn cái bệnh gì khác ngoài cái bệnh thân còn có bệnh tốt. Nhiều người vô đấy, trời ơi thầy ơi thiệt á, tôi đã bệnh mà tôi rầu mấy đứa con lắm, là ông thầy cũng biết ngoài cái bệnh còn cái bệnh rầu nữa. Cho nên ông thầy, trời ơi, nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp chướng mà chị, mắc gì mà chị rầu mấy đứa con hoài. Chị lo cho cái thân chị đi, cho nó tỉnh táo thân xác, cho nó tráng kiện tâm hồn minh mẫn mà nó tu tập đi. Mình phải có tư lương cho mình. Ông thầy thuốc nói một câu cho mình tỉnh. Con của ông thầy thuốc cũng quậy quá trời, ông làm thầy đấy chứ ở ngoài kia nó đang hút thuốc, nó hút cả bó vậy đó. Nó đâu chịu nghe ông thầy, đâu phải cha làm thầy là con làm thầy. Cha làm thầy con đốt sách, cha làm thầy thuốc con là cháy phổi chết, chuyện nó bình thường. Cha làm ông này ông kia, con của tù ngồi vì làm ác. Thì cái đó là cái nghiệp của mỗi một con người. Cho nên vẫn phải nghe cái tiếng tâm sự của bệnh nhân để biết bệnh nhân này ngoài cái bệnh thân còn cái bệnh tâm nữa. Chứ không phải nói bà im đi nghe, tôi bắt mặt tôi biết bệnh bà rồi bà im đi. Cũng không phải. Nó lương y như từ mẫu mà. Bây giờ khỏi cần tôi là cái bệnh nhân nói, con người bác sĩ nói như vậy, tôi nghe nè, tôi bắt mặt mà tôi biết bệnh. Trời ơi, đời đâu phải chỉ thân, tâm nó gây ra rất nhiều căn bệnh, phải không nào? Đó, vô là cấp cứu là biết trúng độc rồi, nhưng cũng phải nghe để xem có trúng độc vì cái gì. Đó, vì trái cây hay vì ăn thịt không có kiểm duyên, thịt là gọi là thịt hư mà nó tiêm thuốc vô cho đỏ lên mà tưởng ngon, ăn vô rồi bệnh tùng khẩu nhập, biết bao nhiêu căn bệnh. Đau thương cũng là vì chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác trong cái lời ăn, cái tiếng nói, trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên cái sự bình thản lắng nghe là sự yên lặng sâu sắc của trái tim mình, công hạnh của Đức Quan Thế Âm. Và sư tin rằng ai cũng mong muốn có cái hạt đó, và người nào có cái hạt lắng nghe thì huynh đệ, bạn bè, anh em trong gia đình rất là yêu thương. Người ta lắng nghe ta ít có nổi nóng, mà người không có lắng nghe thì rất là dễ nổi nóng, sân hận. Còn người lắng nghe lúc nào người ta cũng rất kiên nhẫn. Nhưng mà sư là cái người lắng nghe riết rồi, sư cũng xin nói thiệt, đôi khi chịu hết nổi đã bước vô, còn tay còn cầm cái điện thoại bước vô chùa rồi nè. Thưa sư, con có điều đau khổ muốn nói cùng sư. Sư nói con ơi, chờ sư giảng xong nghe sư. Mấy giờ sư, mấy giờ giảng xong. Sư nói được rồi, để sư sẽ gọi lại cho. Cái rồi mình quên gọi lại, thấy không? Tại vì giảng xong rồi lại tiếp tục công việc, hoặc là đôi khi mình cũng mất chánh niệm, mình quên mình đã hứa với người ta. Nó nhắn cái tin liền, Bồ Tát giỏi. Tại vì người ta khổ, người ta muốn mình nghe lắm, và người ta tin mình để người ta cho họ một lời khuyên. Đó cũng là các cái Phật sự hay là những cái công việc và những cái dòng sống đôi khi làm cho mình quên đi cái lời đã hứa. Người ta trông đợi quá. Và các vị biết nhiều khi nguy hiểm lắm á. Mình nghe mà nhiều khi cứu được một cái mạng sống. Con chỉ chờ sư thôi nè. Sư nói không là con sẽ không. Không gì? Không phá thải. Mà sư ư là con đi phá liền. Không con ơi, sư lại con đừng dừng tay lại. Con lắng nghe chứ. Các vị biết lắng nghe nhiều kiểu lắm. Nhiều khi còn tả ra là bây giờ là con ly dị rồi, vì có hai ông cùng thương con một lần, xin sư cho con biết con nên thương ông nào. Cũng hỏi sư nữa mà giờ rối quá rồi, sao giờ, giờ tin sư mà sao giờ. Đó, các vị thấy không? Cho nên mình được cái hạt lắng nghe cũng là có cái hạt nhẫn nữa các vị, chứ không là có khi là mình cũng la pha nó là mình là làm lại à. Đó, phải không nào? À, tôi làm sao tôi biết được cái tình cảm phức tạp của chị mà tôi chọn ông nào cho chị. À, phải không? Nhưng mà sư nói, nếu mà là sư, con thật lòng tin sư, thì sư muốn nói là sư chả có chọn ông nào hết. Tại vì một ông con ly dị, con chưa đủ, con chưa biết cái gì, cái sự thật cuộc đời hay sao. Rồi bây giờ hai ông, ba ông nữa. Rồi có bạn trẻ còn nói, thôi yêu luôn hai ông một lượt cho đỡ lỗ. Đó, cái cuộc sống của nó phức tạp. Sư nghe nhiều thứ lắm, để rồi giờ sư nói im lặng các vị ơi. Đó. Cho nên cái lắng nghe này đó là cái nghe trong cái thanh tịnh trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chứ không phải nghe như vậy cái đầu bắt đầu thôi giờ sư dạy mình bớt nói thì mình nghe. Bắt đầu về nha. Nghe nhạc, nghe phim, nghe truyện,
nghe những cái chuyện tào lao, nghe những cái thuyết sách mà tà vậy, phải không nào? Tâm mình càng thêm loạn động, cái người nhiều chuyện thì mình lại đến kết bạn để nghe, thì tâm mình nó loạn lắm đó. Cho nên cái người bạn mình mà hay nói chà nay mình học hành lắng nghe rồi thì bây giờ mình phải im lặng, cái người kia nói trời ơi hai bên im lặng hết ai nghe ai, phải chưa? Tức là nhắc mình phải nói đó, mình nói mình nghe tiếng lòng của mình đi chị, tập nghe tiếng lòng của mình đi, coi bây giờ tiếng lòng của mình nó đang muốn nói gì đây. Mà nghe tiếng lòng đó là từ bi, đó là trí tuệ, đó là chúng ta đã biết tập tu quán đó. Chúng ta đã bắt đầu biết quán, thiền quán, thiền định cũng bắt đầu từ sự yên lặng và lắng nghe. Lắng nghe hơi thở, lắng nghe nhịp sống, lắng nghe đó là cái bước đầu để đi vào trong một đời sống thanh tịnh của một người Phật tử tại gia. Sư có một cái câu chuyện lắng nghe từ trái tim hiểu biết chia sẻ với các vị trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Hai cha con sinh sống bằng nghề làm nông trên một cái mảnh đất nhỏ miền quê, thấy chưa? Thì mình cũng hình dung mình cũng có con, có chồng, mình cũng có vợ, cũng có cháu, vân vân. Đời sống các vị cũng có những cái mối liên hệ thân bằng quyến thuộc. Và chúng ta xem là chúng ta có học được cái hạt lắng nghe của người cha trong câu chuyện này hay không. Thì hai cha con này họ làm luôn mỗi năm một lần nhiều đánh xe bò lên thành phố để bán các cái thứ vật phẩm mà họ trồng ra. Cứ tới khi đến mùa thu hoạch thì họ đem lên thành phố để bán những cái thứ vật trồng. Ngoài cái vấn đề là sống chung một mái nhà, cha con mang chung một cái họ ra thì hầu như không có điểm gì giống nhau hết. Nó giống là con nó hơi giống cha, tại vì là gen di truyền nó giống nhau chút chút thôi. Chứ người cha thì luôn bình tâm trước mọi việc, lắng nghe. Còn đứa con trai lúc nào cũng vội vàng, hối hả, hấp tấp, nóng nảy. Một buổi sớm tinh mơ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài đi bán hàng với thành phố. Thì anh con trai tính trong đầu rằng nếu đi với tốc độ nhanh hơn, bớt nghỉ qua đêm, bớt ăn dọc đường, bớt uống nước, bớt này bớt kia, thì thay vì 2-3 ngày có thể trong một đêm đến sáng là tới chợ. Cho nên ngồi trên xe cứ dùng cây đánh con bò, thúc nó đi nhanh. Ông cha không biết tắm đứa con nóng, ông nói từ từ thôi con ạ, từ tốn con sẽ sống lâu hơn. Chúng ta nhớ lời sư nói nghe, từ tốn sẽ sống lâu hơn. Từ tốn sao đây? Hít vô, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Hít vào, thở ra, Mô Phật. Hít vào, thở ra. Mình đang từ tốn. Còn nếu mà mình không nghe được cái hơi thở của mình luôn, mình mắt nhìn bà này, ông kia, bà nọ, đúng không nào? Chà, cái áo này hàng gì tốt dữ vậy? Chà, cái đôi dép này đâu vậy? Chà, cái túi sách này đâu vậy? Hết cái này đến cái kia, loạn động điên cuồng. Bây giờ lắng nghe hơi thở. Cha nói đứa con từ tốn thôi con, từ tốn sống lâu hơn. Cái đứa con cãi liền, mà nếu mà cha cứ từ từ như cha thì làm sao đến sớm? Con muốn đến chợ sớm hơn người khác. Từ từ thôi con, nhưng nếu chúng ta không đến chợ sớm làm sao mà mình bán hàng được thưa cha? Người cha không nói gì hết. Ông ngồi yên, kéo cái nón xuống để ông gì? Ông lắng nghe cái tiếng xe nó chạy và ông có thể ngủ, bởi vì ông đã dậy rất là sớm rồi đó, ngủ ngay tại chỗ ngồi của mình. Đứa con trai nó thấy ông ba cũng càng bực mình à, nó cứ hít trong cái đập vào trong cái vai của ba. Ba mới mở cái nón ra, cái gì vậy con? Ba không phụ gì với con hết trơn à, ba ngủ. Thế nên con muốn phụ cái gì? Đánh con bò phụ với con. Các vị thấy chưa? Đánh bò. Xong rồi cha nói, con ơi, không nên làm cho con bò đi nhanh hơn, điều đó không đem lại kết quả tốt đẹp đâu con ạ. Thì đứa con có thấy cha nói vậy thì nó biết tính cha là lúc nào cũng từ từ. Rồi, cha thì lúc nào cũng từ từ, sống với cha lạc hậu, chán lắm. Người cha không đáp, tiếp tục ngủ. 4 tiếng đồng hồ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà. Người cha thức giấc,
mỉm cười và nói: tới nhà chú con rồi, chúng ta ghé vào thăm chú một chút. À, ngủ xong đúng đi ngang qua nhà ông chú mà cha thức dậy. Cũng đâu hẳn là ngủ, đúng không nào? Nó phải ngủ miên man không biết gì đâu. Cái đứa con nó phản đối: cha ơi, mình trễ một giờ đồng hồ rồi. Đó, bây giờ là phải đi vô thăm chú nữa. À, thì ba mới nói: đây là anh em ruột thịt của ba, chú của con. Lâu lâu có dịp gặp, hãy ghé vào thăm chú con ạ. Đứa con trai nó tức tốn: ba vô thì vô đi, con không vô. À, chúng ta thấy không? Cái sự hấp tấp của mình đánh mất từng người, đánh mất từng chú cháu, và cũng không nhìn thấy cái gì đẹp ấy, chỉ biết gấp gấp với thấy cái mông con bò thôi à, để bứng thôi, không thấy gì hết trơn đó. Còn ông cha vô rồi bắt đầu uống trà với chú, rồi nói chuyện, cười nói huyền thuyền bây giờ xong rồi tiếp tục lên đường. Bây giờ đến phiên cha là cầm lái, cha không gắn con bò cái nào hết. Đứa con trai nó cứ dốc lên cái xe rầm rầm rầm, nó nói: cha là không, bực bội quá đi à. Thì các vị nghĩ từ lúc lên xe cho đến lúc đó, cái người con có lúc nào vui không? Không. Mà ông cha rất vui, ông ngủ cái đã, xong vô thăm em mình cái đã, uống trà cái đã, rồi vậy leo lên xe tiếp tục đi. Bắt đầu đến một ngã ba, người cha quẹt qua phải, thì người con trai mới nói: đi qua bên trái đường ngắn hơn ba. À, đi qua trái đường ngắn hơn. Ba mới nói: ba biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều con ạ. Chà ơi, cái thằng con trai nó điên lên: chẳng lẽ ba không biết quý thời gian à? Bây giờ còn ngắm trăng, ngắm hoa, ngắm nước gì nữa, còn nhất định con phải đi đến thành phố sớm. Ba mới nói: ôi con ơi, cha quý thời gian lắm chứ, nhưng cha muốn lắng nghe tiếng lòng của mình, cha muốn ngắm nhìn cảnh đẹp, và chính vì quý thời gian cho nên cha muốn hưởng cái trọn vẹn thời gian từng giây phút của mình. Vì quý thời gian nên phải hưởng trọn thời gian. Ai quý thời gian mà ngồi đây nghe pháp mà tâm nghĩ lát 10 giờ rưỡi làm gì là thua. Ngồi đây mà nghĩ lát 10 rưỡi, nghĩ 12 giờ, nghĩ 1 giờ, nghĩ trưa nay ăn cái gì là thua rồi. Không biết trân quý thời gian. Cho nên cha muốn trân quý thời gian, cha phải cảm thụ cuộc sống. Đó, các vị nghe, nghe sư giảng và nghe tiếng chim hót hay chưa? À, cho tiếng của cha có đây. Con chim nó dễ thương lắm. Nó múa xinh xinh, nó là cái con chim xinh, tung mình lên muôn cây xanh, ngàn ơi tràn lan. Nó hót ní non, nó là cái con chim non, tung mình lên muôn non cao, ngàn ơi véo vòn. La 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 la. Trở về hỏi ai, vì đâu, vì đâu. Cái người mà sáng nọ nghe chim hót, bữa nay không nghe tiếng chim là đi kiếm, nó đi đâu rồi. Còn cái người không bao giờ lắng nghe hả, con chim nó lên nổi làm thịt từ đời nào cũng không biết. Có người đã bắt rồi. Trở về hỏi ai, vì đâu, vắng đi chim hót. Nó kêu trên cành, nó hát véo von mà sao vắng nó. À, thì ra người quá hôn mê, người giết nó rồi, làm thịt nó rồi. Thì người mà lắng nghe sẽ có tâm từ, có tâm từ mới lắng nghe, có thiền định mới có lắng nghe. Còn mình cứ chạy chạy và mình gì lo nói không à, chính mình còn không biết mình đang muốn cái gì đây nè. Đó, cho nên sư muốn nói người cha muốn nghe tiếng chim, muốn nhìn hoa lá cỏ cây, cho nên bắt đầu rẽ sang phải. Đứa con trai càng thêm tức giận. Con đường cha đi nhiều cũng uốn quanh, băng qua những đồng cỏ, hoa dại, suối mát. Đi đến đâu cha thưởng thức tất cả cảnh vật thiên nhiên, đi đến đâu cha hít vào thở ra: ôi cuộc đời thật trọn vẹn, ta chỉ là nông dân
ngày cuốc bẩn cày sâu, nhưng cuộc đời ta chỉ sống với cây cỏ thiên nhiên. Ta bán những cái sản phẩm ta làm ra không có chất độc, không có làm hại chúng sanh. Ta đi đến đâu cũng nghe chim hót, suối reo nước chảy, cuộc đời ta thật là đáng sống. Còn người con trai tức bực từ lúc lên xe, nhấp nhổm bồn chồn lo lắng. Và cuối cùng đến một cái đoạn đường kia chiều hoàng hôn mà vẫn chưa đến thành phố. Đứa con trai nhìn cha bằng cặp mắt tức giận, thì cha nói gì? Con ơi, ta sẽ ngủ lại ở đây. Ta muốn nghe tiếng nói của màn đêm của hoàng hôn. Thì đứa con trai, từ giờ về sau con sẽ không bao giờ đi đâu với cha nữa. Bố thích ngắm hoàng hôn, bố thích xem hoa nghe gió hơn là kiếm tiền. Thì kể từ nay con không bao giờ đi với cha nữa. Rồi người cha mới trả lời, tại sao mình lại không như vậy hả con? Lúc nào cha cũng nghe con, nhưng tại sao con không nghe cha? Lúc nào cha cũng nghe cuộc sống chung quanh mình, nhịp thở chung quanh mình, còn con tại sao đánh mất tất cả? Lúc nào cũng thở hỗn hào hỗn hển. Các vị nghĩ sao mình nghe hơi thở của mình, thở gấp, sống vội cái chạy không à? Nó chạy chiếc xe này, bỏ xe này qua xe kia, tại vì nó chạy chậm. Cuối cùng đánh mất cuộc sống. Cho nên cuối cùng cuộc đời ta đánh mất đi những điều đẹp nhất trong cuộc sống. Vài phút sau, ông cha thiếp trong giấc ngủ bình yên. Còn đứa con trai tức tối nhìn đêm dài vô tận. Mà đêm dài rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Đây là tâm trạng của đứa con trai. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: đêm rất dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Đây, ai ngồi nghe Pháp mà mệt là thấy lâu không? Ai ngồi nghe Pháp mà thấy vui là thấy thời gian đi nhanh lắm. Thì các vị nghe Pháp thấy vui hay thấy mệt? Vui. Cho nên đứa con trai mất ngủ lại thấy đêm rất là dài. Còn ông cha thiếp đi trong giấc ngủ, một giấc ngủ bình an. Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai đã thức chàng phải dậy để tiếp tục đi. Đã trễ lắm rồi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ gặp một người nông dân đi được. Một người xa lạ đang cố kéo chiếc xe ra khỏi vũng lầy. Người cha mới nói nhỏ với con trai: con ơi, chúng ta hãy xuống giúp ông ta một tay. Thì đứa con trai nó hét lên: lại mất thời gian nữa à? Tôi không thể nào chịu đựng được cha. Người cha vẫn bình thản: con hãy bớt căng thẳng đi con ạ. Làm gì thì làm, không thể đánh mất tình yêu thương. Làm gì thì làm, thấy người nguy khó ta không thể làm ngơ. Cho nên ông ta đang làm việc gì các vị biết không? Ông đang tu nhân tích đức, còn đứa con thì đang chạy theo tiền. Các vị thấy không? Cái câu chuyện này nó dạy chúng ta nhiều lắm. Cho nên mình trong nhiều hoàn cảnh, nhiều khi tiền mình cũng không có, nhưng mà người ta khó khăn quá, đôi khi mình cũng chít xớt cả mà mình cho mượn. Mà có người cho mượn nắm chắc 99,9% là mất, nhưng mà không đành lòng mà nhìn cảnh khổ của kẻ khác. Xưa nói cuộc đời mình là một cái bánh xe tròn vậy nè, rồi nó sẽ xoay tròn lại, rồi cũng sẽ gặp lại cái điểm đó. Giống như là một cái kim phút trên cái đồng hồ chạy vậy, rồi nó cũng gặp ở cái số 6, chạy cũng gặp ở số 3, số 1, số 12, thì nó cũng sẽ gặp lại cái điểm đó. Tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời nó sẽ trở lại cho chúng ta. Đừng ngồi lưng lái nghe Pháp, ở ngoài kia người ta đang kiếm tiền. Mình xong không có đồng bạc, ngoài kia có người kiếm được vài chục triệu. Nhưng mình cái vài chục triệu nó sẽ đến với mình lúc khác, không mất đâu nếu mà mình vẫn có phước đức. Mà mình lại được những bài học chân lý, giá trị trong cuộc đời. Các vị phải nhớ như thế. Cho nên mặc cho đứa con điên cuồng, nếu cha cũng tham như con thì có lẽ họ đã đi từ lâu. Nhưng người cha không để cho đứa con, mà đứa con đây sư muốn nói đó là cái tham sân si trong lòng các vị đó, chứ không phải nói đứa con là cái vật, cái bên ngoài đâu. Đôi khi trong lòng mình nó xúi dục mình,
đừng giúp, đừng đứng lại, đừng ngồi yên, đừng lắng nghe. Phải chạy, phải tìm, phải kiếm. Tâm của mình nó xúi mình như vậy đó. Tâm nó cũng xúi xương nè. Đừng đi, nghỉ một bữa không sao. Nghỉ đi nó xúi xương hoài chứ gì. À, tại vì giảng hoài không mệt, phải không nào? Nghỉ đi, không ai bắt mình làm. Nghỉ đi. Cái sư nói, đúng. Xong sư nói, không, ta sẽ đi. Ta phải chiến thắng ngươi. Ta không để cho ngươi chi phối ta. Thì cái đứa con trai này, nó chỉ cho cái tham, cái sân hận, cái gấp gáp, cái nhẫn tâm ở trong lòng của chúng ta đó. Thôi con không giúp thì một mình cha giúp. Cho nên người cha mới xuống giúp người nông dân kéo cái chiếc xe ra khỏi chỗ lầy và trơi trật 2 tiếng đồng hồ, coi như 8-9 giờ sáng. Đó, thì đứa con trai nó ngồi bên vệ đường mà chống ta. Mà cuộc đời nó không có gì mà đã bất mãn. Kể từ ngày mai sau chuyến hàng này rồi ba sẽ thấy đường ai nấy đi nghe ba. Nó nói thầm trong bụng đó đó. Không phải tại ba, cũng không phải tại con, không. Tại ba lì quá nên chúng mình xa nhau. Nói gì ba cũng không nghe. Nhưng mà các vị biết không, ngay khi kéo chiếc xe nó ra khỏi chỗ lầy, đột nhiên một ánh sáng lóe lên như muốn tắt đôi bầu trời. Một tiếng âm thanh như một tiếng sóng ở xa bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen. Người cha nói, chắc trong thành phố có một cơn mưa giông lớn. Đứa con trai nó hét lên, nếu cha đi sớm thì đâu có gặp mưa đâu, mình đã đến đất từ lâu. Cha nói, bình tĩnh đi con, từ từ đi con, hít thở đi con. Ta sẽ tận hưởng cuộc sống lâu hơn và được sống lâu hơn. Người cha cứ bình tĩnh như vậy. Nhưng các vị biết không, khi hai cha con đến được ngọn đồi, từ đó sẽ trông thấy toàn cảnh thành phố mà đáng lẽ là họ đã đến. Lúc đó trời đã xế chiều. Thì dừng lại nhìn xuống thành phố, thì các vị biết không, người con trai chỉ biết nói với cha một câu rằng, cha ơi, con đã hiểu những điều cha nói. Và nó quỳ xuống ôm chân cha mà khóc ròng. Vì sao các vị biết không? Cả một thành phố chìm trong cát bụi sau một vụ nổ rất lớn. Một trái bom, tưởng chừng như trái bom Hiroshima vậy đó. Nó làm cho cả thành phố hoang tàn và đổ nát và bụi mù. Chàng trai chợt nhận ra, nếu ba cũng vội vã, hấp tấp, không thăm hỏi, không giúp đỡ, không yêu thương, không dừng lại lắng nghe cuộc sống, lắng nghe hơi thở cuộc đời, cha sẽ giống như anh, tiền, sớm, gấp, thì giờ đây hai cha con đã tàn trong tro bụi. Như vậy, cuộc sống này lắng nghe không phải chỉ là tôi nghe cô nói, tôi nghe anh nói, mà tôi nghe tiếng lòng của tôi. Cho nên cái bài pháp mới là mang tên lắng nghe tâm mình. Mà người con trai trong câu chuyện này là thể hiện cho tất cả những cái tham sân si nóng giận trong tâm của các vị đó, ai cũng có, sư cũng có vậy. Nghĩa là sáng nay đứa học trò nó chở sư tới đây, 8 giờ sáng là giảng mà 8 giờ 10 còn ở ngoài đường, tôi phải tại nó đâu, tại vì kẹt xe. Nhưng mà sư cũng bực nữa ạ. Sư nói nếu mà không đi đường này đâu có kẹt, phải không nào? Mà đường nào? Tại vì mình muốn nói vậy chứ đường nào? Phải không nào? Nếu mà Ngọc Toàn chở sư thì đâu có trễ như Ngọc Phước chở sư. Vậy là sư phải tìm cái câu gì để nói. Nhưng mà cuối cùng là mình đã sai. À, mình sắp giảng cái bài lắng nghe tâm mình mà tâm mình nó đang nói gì đây? Lẹ lên, chết cũng lẹ lên. Đâu có được. Dòng xe, dòng người, sư hối hả tất bật, nó tạo ra những sự bế tắc kẹt trên các con đường, thì mình cũng phải chấp nhận. Đôi khi thời pháp một tiếng rưỡi còn nửa tiếng mình cũng chấp nhận thôi, nó có sao. Nhưng mà kể ra mình còn thời gian để nói chuyện với nhau mà. Ý ở đây rằng khi có điều gì trái ý nghịch lòng, mình hãy lắng nghe tâm mình và nói cái gì. Không có đứa con trai nào bên cạnh nó có để nó hối mình đâu. Con trai là mình đó, tiếng lòng của mình, cái tà tâm vọng tưởng của mình đó.
nó làm cho mình kéo ra khỏi chân tâm Phật tánh, cái sự thanh tịnh của mình. Nên sau đó sư nói thôi, muốn mấy giờ cũng được, sư không thể nào lấy cái sân, cái hôn để mà trút cho người khác. Thì chúng ta cũng thế, được như ý thì thôi, chứ không như ý là bắt đầu đấy. Các cô thì mà mắng mắng ông xã, ông nào, ông ngu quá mà, chứ người ta đâu có vậy, đâu, à, rồi mắng đứa con, rồi mắng là những người có sự liên quan với mình, những người không thể bỏ được mình là mình mắng thì nó nhiều nhất. Còn cái đối với người lạ, mình sợ người ta muốn chết. Còn những người hy sinh cho mình cả cuộc đời thì mình không tiếc một cái lời nói nào làm tổn thương họ. Cái cuộc sống của chúng ta nó nhẫn tâm như vậy đó. Cho nên lắng nghe tiếng lòng để chậm lại, để biết mình phải đang sống như thế nào. Đó, như vậy chúng ta sẽ biết tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta phải quay vào bên trong tâm mình để nội quán. Được không ạ? Cho nên chàng trai đẹp trai có công ăn việc làm, có nghề nghiệp, có tất cả, mà má giới thiệu mấy cô gái xinh đẹp rồi cũng dạ, rồi đi chơi một hai lần là về nói má không được, má ơi má kiếm người khác, không được má ơi má kiếm người khác, thôi má đừng kiếm nữa má, để con tự kiếm được không má, phải không ạ? Con không chịu nghe má, má tìm người đẹp có nghề nghiệp dễ thương cho con mà con không chịu nghe. Trời ơi, con sao khó dạy quá. Đứa con nói má ơi, má phải hiểu cho con, người má chọn con cảm thấy không hợp. Sao mới là hợp? Trời ơi, tuổi trẻ bây giờ tôi mệt quá. Hồi xưa má với ba con có gặp nhau ngày nào đâu. À, bên ông ngoại, bên ông nội gặp nhau là ba má ừ mà sống tới giờ nè. Đó. Còn con á hả? Đủ thứ hả? Đứa con trai nó tìm về cho bạn một đứa con dâu không có xinh đẹp, thấp nè, phải không nào, không phải tiêu chuẩn người mẫu nè, phải không, da không trắng móc cũng phải tiêu chuẩn người mẫu nè, thấy không nào, đó, nói chung cô ta chỉ có một cái đôi mắt hiền, nhân hậu và một cái sự chậm rãi, lễ phép, từ tốn, chứ cô ta cũng không có gì đặc biệt. Thế bà má nói, nhìn đức hạnh thì cũng được, nhưng mà nó không mấy đẹp thì không biết con có chung thủy với nó không. À, tức là má lo quá xa cho con. Mà con cho má biết tại sao con chọn cô gái này. Chàng trai mới nói, thưa má, con quyết định chọn cô ta bởi vì sau bao nhiêu năm tìm bóng hồng, bóng tím, con thấy con không có hạnh phúc. Mà khi con chọn cô gái này, cô ta luôn ngồi xuống để lắng nghe. Cô ta hiểu công việc của con, cô ta chia sẻ về của con, cô ta vui trong niềm vui của con, yêu thương con, kể cả những cái tánh tốt và thói quen xấu, cô ta cũng yêu thương và thiện chí để mà giúp con thay đổi. Với cái tấm lòng của cô ta thì con cũng phải quan tâm đến việc của cô ta, con cũng hiểu việc của cô ta, và chúng con có thể chia vui sẻ buồn cho nhau, con cảm thấy đó là hạnh phúc. Còn cái đẹp má ơi, trời ơi, nó theo thời gian sinh ra một hai đứa con có thể phai tàn theo năm tháng, nhưng nếu cái phẩm hạnh, cái sự thông cảm, lắng nghe, hiểu biết, yêu thương, nó lại quyết định cho sự hạnh phúc suốt cả một cuộc đời. Cho nên con quyết định chọn cô gái này mà. Cái người con trai này trí tuệ, đôi khi không phải mình lúc nào cũng đúng. Ba má là người lớn nhưng chưa chắc lúc nào cũng đúng. Sư cũng người lớn trong chùa nè, nhưng đôi khi sư cũng phải nghe đệ tử. Người ta điện thoại đến, ta xin sư giúp đỡ cái này cái kia, nó nói sư phụ coi cái số điện thoại đó số mới để con kiểm tra. Sư nói mình học con Đức Quan Thế Âm mà kiểm tra cái gì, mà kiểm tra người ta chết thì sao? Tại vì sư mà không giúp là đêm nay con sẽ chết mà. Mà nhìn ra không có số, thấy không nào? Nói sư ơi, người ta lừa đảo sư phụ rồi, người ta dùng những cái kiểu muốn giúp đỡ mà không biết cái người đó là ai, phải đem tiền tới ngã ba ngã tư, thì tất cả những chuyện đó là đồ lừa đảo. Cách đây vài năm là sư đã đối diện với cái chuyện đó mà sư giảng trong bài pháp tham, nói lòng tham của con người mới dàn dựng ra nhiều cái để lừa gạt kể cả nhà tu học. Ai mà nghe sư giảng rồi có cái bài pháp tham. Cho nên đôi khi mình phải lắng nghe cái người nhỏ thôi, chứ không phải mình lúc nào cũng đúng. Đó, vì vậy hãy ngồi xuống đây và lắng nghe tôi nói. Chuyện cuộc đời như câu chuyện dòng sông, nước khi trong
khi đục lờ, khi lên xuống, đời con người vinh nhục khổ vui. Ai chịu nghe lời tâm sự cuộc đời để hoan hỷ cho nhau niềm thông cảm, hiểu biết và yêu thương, nghe chừng như đơn giản, nhưng giữa cuộc đời tranh biệt khó tìm thay. Khó lắm, khó tìm một người lắng nghe. Giữa cuộc đời tranh biệt như vậy, một con người lắng nghe mà có trí tuệ khó lắm. Cho nên mình phải học hạnh đức quan âm để lắng nghe với cái tâm trí tuệ sáng suốt, và lắng nghe tâm mình để biết tâm mình đang có những nhu cầu gì, khát vọng gì, phải tu tập chuyển hóa cái gì. Khi chúng ta không sống với người thật của mình mà chỉ chạy theo lòng tham thì sẽ đi theo mê chấp và sự sợ hãi bất tận. Mới hôm qua sư giảng ở chùa Vũ Quang quận 7, bài hát là gì? Phá chấp. Con người vì chấp mà khổ, mình lắng nghe tâm mình sẽ thấy mình chấp cái gì. Còn mình không nghe lúc nào cũng thấy mình đúng. Mình lắng nghe sẽ thấy mình có nhiều cái chấp lắm. Đó, chấp phải vầy phải kia. Và cái người cố chấp bao nhiêu là cái người khổ đau bấy nhiêu. Chấp là khẳng định cái điều của mình là đúng, cái mình thích là đúng, cái mình muốn là đúng, cái mình nói là đúng, cái mình nghĩ là đúng. Chấp. Mà con người càng chấp bao nhiêu càng khổ đau bấy nhiêu. Cho nên hãy lắng nghe để hóa giải cái chấp trong tâm mình. Cái con người dễ thương là cái con người dễ chịu, dễ thích ứng hoàn cảnh, dễ thông cảm với mọi người. Ngồi nghe pháp ngồi đất cũng được, có tọa cụ cũng được, ngồi trên ghế cũng được, miễn là được nghe. Chứ có nhiều người không à, tôi phải ngồi trước à, tôi phải dựa cột à, tôi phải có ghế à. Thôi người già thì mình thông cảm. Có những người trẻ rất khó chịu. Đó, sao đi tu mà mặt dày, mặt kia mặt nọ, sao đi tu mà thế này thế kia, nghĩa là có đủ cách để bắt lỗi. Con người bắt lỗi càng nhiều là con người chấp càng nhiều, con người đó đau khổ càng nhiều. Nghe kịp không ạ? Có người lúc nào thích nghe tiếng khẹt, chê là không chịu cũng là chấp. Cho nên người ta sống với mình là giỏi dối thôi. Tại vì cái cô đó không chịu nghe lời góp ý. Bây giờ chê khen mình phân tích đúng sai luôn. Bây giờ mình tập tỉnh bơ luôn. Tại vì cái trong cái dòng chảy này thì cái đúng sai là vô tận, sao biết được. Nhưng mà khen đó là mình chịu, mà chê là mình không chịu. Cho nên cuối cùng là sao? Đừng có nói chỉ nghe, chỉ không có chịu chê đâu ạ. Thành ra mình không biết mình đã sao đâu, thì mình chỉ sống trong cái lời khen. Mà nếu ai chê thì chắc chắn là mình buồn phiền, tức tối. Mình ăn cái bữa cơm trưa nay không bao giờ ngon. Tại sáng nay vô là ta nói chị tu sao mặt chị tối dữ vậy, cái là mình buồn à. Cái là mình thấy mình hết vui rồi. Trời ơi, lúc này chị tu sao mặt chị sáng quá vậy, cái mình vinh vinh lên cha sáng quá. Mình sống theo cái lời của mọi người chứ mình sống theo mình đó. Sống để lắng nghe mình. Mình có tu để giữ giới nè, thanh tịnh là thiền định là tu tập là sáng thôi, là mình sáng thôi. Không chịu nghe lời chê. Có cái cô bé rất thích múa ba lê nghe không? Múa rất giỏi, nhỏ xíu là năng khiếu rồi. Quyết tâm thi vào một trường chính quy để luyện tập. Đó, coi ba lê là sự nghiệp của mình. Sư kể cái chuyện gì thì mình coi như chuyện để mà mình đối chiếu. Tuy nhiên, cô ta muốn xem mình có năng khiếu thật không. Cho nên khi một đoàn múa ba lê tới cái thành phố của cô ta đó, cô gặp ngay cái người trưởng đoàn múa ba lê là ông Bầu Xô. Cô nói tôi muốn trở thành diễn viên múa ba lê xuất sắc nhất, nhưng mà tôi không biết là mình có năng khiếu không. Thì cái ông bầu đó mới nói múa thử đoạn thôi. Cái bắt đầu cứ tít 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 lên là cô múa lên. Tại vì cái năng khiếu của cổ mà. Đó. Sau 5 phút rồi cái ông bầu xô nói tôi dừng lại, cô không có đủ điều kiện gì hết trơn đó. À, nó chê một câu. Cô ta buồn rầu về cái múa ba lê thì có đôi giày. Đôi giày đúng tiêu chuẩn với múa ba lê được, nghe không? À, mang giày cao gót mà múa là gãy chân nhau. À, cô nghe người ta chê một câu là con ném cái đôi giày vô trong thùng rác. Và từ đó là bỏ luôn cái ý nghĩ múa ba lê. Cô đi lấy chồng, sinh con và trở thành là nhân viên của ngành siêu thị bán hàng. Nhiều năm sau, cái đoàn múa ba lê trở lại thành phố đó. Cô dắt đứa con đi xem biểu diễn, vô tình gặp lại cái ông Bồ Sô năm xưa. Tức là ông ta vẫn còn làm ông bầu. Thì cô mới tới gần cô nói, bác có nhớ con không? Trời ơi sao nhớ, các vị đời cũng đi biết bao nhiêu nơi,
Ông nói tôi không có nhớ. Con là ngày xưa đó, con có múa thử cho bác coi. Nhưng mà có một điều con không hiểu là tại sao bác biết con không có năng khiếu về ngành múa ba lê. Con múa có 5 phút mà sao bác biết? Ông trả lời sao các thầy biết không? Ôi, tôi nói thiệt tôi xin lỗi nha. Lúc con múa tôi đâu có thời gian tôi nhìn. À, mà câu nói không đủ điều kiện là tôi luôn luôn nói với tất cả mọi người như thế. Tôi xin lỗi. À, nghe nghiệp không? Làm ông bầu lúc động chê đã, không? Cô hét lên, trời ơi, câu nói của bác mà làm hủy hoại lòng yêu nghề, cuộc sống của con. Vốn dĩ con phải trở thành diễn viên múa ba lê xuất sắc. Coi bàn tay, bàn chân của con nè, đó. Vậy mà một câu nói của bác, đôi giày ba lê vứt vào trong thùng rác. 10 năm qua con lấy chồng xong con đẻ cái thành người bán hàng là tại bác. Nhưng mà ông bầu trả lời như sau các vị nghe. Nếu cô thật sự khao khát trở thành một nghệ sĩ múa ba lê thì không bao giờ bận tâm tới lời khen chê của tôi. Nếu các vị thật lòng muốn học Phật, học lý nhân quả, học những điều trong niềm tin chánh pháp, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiểu ba chân vẫn đi tu. Có người nói, ủa sống trước tinh tối nay hết tu rồi. Ôi, người ta nói dữ quá, tôi tu tạo gia cho rồi. Mà tu tạo gia mở mắt là nghe chồng biểu hôm nay bà nấu món gì, con càm ràm cái nọ cái kia, cháu khóc la, coi như là tu với gì? Tu với chồng. Giờ thì cũng tu mà tu với chồng. Cho nên cuộc sống của mình á, mình cứ lệ thuộc vào lời khen chê là cũng không biết lắng nghe tâm mình. Tôi xin nói bài pháp này là lắng nghe, chia sẻ với người và lắng nghe tâm mình. Cái chuyện cái cô gái ba lê là chuyện đời, còn chuyện người tu là phải lắng nghe cái tham, cái sân, cái si, hay nghe cái từ bi, cái trí tuệ, cái giác ngộ của mình. Mình muốn làm cái đó và thôi suy nghĩ là không nên bỏ. Mình vui là mình đã lắng nghe, chiến thắng được cái lòng tham của mình. Đó là mình phải nghe cái đó mình mới tiến bộ trong cuộc sống. Cho nên tu giống như là chăn trâu không cho con trâu ăn lúa. Bên nhà thiền có 10 bức tranh chăn trâu. Tâm là con trâu lúc nào cũng thèm ăn lúa, còn người canh là ông chủ phải biết giữ gìn. À, mình cứ so sánh khi ta chăm mà để cho nó tự do, nhưng mà lúc nào cũng phải canh chừng. Nó đến gần cái đám lúa thì mình phải quát cho nó dừng lại, còn nó đến đám cỏ thì cho nó tự do. Tâm mình đi phải thoải mái, buông xả tự nhiên thì để cho tâm mình thư thái. Còn khi bắt đầu nó rè rè, nó đến nhìn cái tham, cái dâm dục, cái sân si, cái dối trá, cái sát sinh hại vật, cái phá thai, cái bệnh bạc là mình phải rè sai rồi. Tâm của mình phải kéo lại cho nên thật. Mình phải chăn cái tâm mình như người chăn trâu, đôi khi phải quát cho nó quay lại. Bướng bỉnh không nghe phải dùng roi đánh nó. Nếu ta để mặc cho tâm muốn làm gì thì làm, cuối cùng không còn cây lúa nào cả. Nghĩa là chân tâm của mình càng ngày càng đi xa và sẽ biến mất. Cho nên khi quán tâm, ta luôn phải chú ý mọi thứ đang xảy ra trong tâm ta. Nếu theo dõi được tâm mình, lắng nghe tâm mình, ta sẽ tránh được cạm bẫy của ác quỷ, cạm bẫy của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bởi vì mình lắng nghe tâm mình thì cái điều gì đúng chánh pháp, chúng ta sẽ để cho tâm mình tự nhiên tự tại. Điều nào nó dắt tâm chúng ta đến tà vậy, đến sự sai trái mê lòng thì chúng ta phải nhắc nhở nó. Cái lắng nghe này không phải để binh vực tâm ta, cái sai trái của ta, mà lắng nghe để cảnh tỉnh, để chánh niệm tỉnh giác. Trâu đi đến đâu canh chừng đến đó, nếu không nghe lời thậm chí phải quất nó. Cho nên cái tâm ta, tâm con người mà được canh gác, được nghiêm mật thì cái sự tu tập của ta mới chuyển hóa, mới là tiến bộ. Chứ không thể nói con tu, con nghe pháp, con tụng kinh mà mình không biết theo dõi tâm, canh giữ tâm, lắng nghe tâm thì cái sự tu tập đó xem chừng không có kết quả. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kính bạch ngày xưa đạo đàn của chúng con hôm nay thật là diễn phúc hoan hỷ được cung đón ngày xưa trở về đây để chia sẻ với chúng con bài pháp lắng nghe tâm mình. Ni sư đã giảng dạy cho chúng con với lòng chân thành, sở dĩ con người không có được bình an hạnh phúc bởi vì không ngồi lại được với chính mình. Và chính điều đó cho nên con người luôn bất an vì những lời nói xung quanh, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mà không biết được dòng chảy của tâm thức mình. Chính vì vậy, Ni sư đã truyền trao cho chúng con muốn lắng nghe được nỗi khổ của người khác, muốn lắng nghe được dòng đời, trước tiên phải lắng nghe với chính mình. Bởi vì lắng tức là đặt lại, dừng lại và yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh để nghe từ tâm thức của mình khởi lên những suy tư, những lời giải, những nỗi buồn. Và tất cả những điều đó để quan sát, nhìn rõ lại. Để trước tiên tâm mình có bình an, có trí tuệ, có nhìn một cách đúng đắn, thì đối với cuộc đời, ta bước đi vững chãi mạnh mẽ và hạnh phúc sẽ có mặt hơn nhiều tiền. Đó là cốt lõi của việc tu tập. Để có đời sống hạnh phúc này, người con Phật thực hành trên con đường giải thoát, quan trọng nhất phải có hạnh lắng nghe. Với tấm lòng cao cả của Ni sư đã dành cho toàn thể đạo tràng của chúng con bài pháp thật ý nghĩa và cung vô cùng thiết thực, làm cho toàn thể quý Phật tử luôn rạng ngời và mở được tâm thức của mình với bài pháp ý nghĩa hôm nay. Chúng con thật vô cùng biết ơn và xin thay lời toàn thể quý nam nữ Phật tử thành kính tri ân Ni sư đã về đây và kính nguyện hồng ân Tam Bảo thủy từ gia hộ Ni sư luôn được nhiều sức khỏe, tâm tâm tự tại và thành tựu trên con đường hoằng pháp độ sanh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.